Xin gửi lời chào tới toàn thể quý vị quan khách nam thanh nữ tú đến từ bốn phương đang hiện diện trong buổi tiệc hôm nay. Thật đúng là trong buổi tiệc hôm nay, một chút ánh nắng, một chút cơn gió, một chút bụi đường, một chút hương hoa, theo chân tất cả quý vị về đây đều chung một lý do. Đó là một hạnh phúc cho lứa đôi mừng cho hoàn nhân duyên vợ chồng. Ai không vui khi bắt đầu gặp gỡ, ai chẳng mừng khi tiếng nhạc rộn vang. Khi tiếng nhạc rộn vang được cất lên, đây cũng chính là một thông điệp báo tin vui. Buổi lễ tân hôn của chú rể Siêu Long và cô dâu Dương Trâm Lan chuẩn bị được bắt đầu. Và những phút trong đài này, cô dâu chú rể cùng hai bên gia đình mở rộng một tay thêm trước cộng hòa chính của tình yêu để đón nhận tới những tình cảm thân thương bề mến của tập thể quý vị. Lời nhắn chương trình sẽ được thay lời cho gia đình đã lời cho cô dâu chú rể trong buổi tiệc hôm nay. Xin mời tập thể quý vị quan khách là chủ nhân của cánh tiệc mời đến từ bốn phương đến chung vui cùng gia đình mừng hạnh phúc cho hai em hiện còn đang ở phía bên ngoài. Hãy cùng gắng lại những câu chuyện gì từ giải bước vào trong phòng cưới, và đặc biệt hơn nữa, chọn cho mình những vị trí ngồi ưng ý lý tưởng để thế là chúng ta cùng chiêm ngưỡng một cặp đôi uyên ương trai tài gái sắc đẹp nhất trong buổi lễ tân hôn hôm nay. Hy vọng rằng với lòng hiếu khách của gia đình, sự phục vụ tận tình của dịch vụ tiệc cưới quốc lệ với những bàn tay rất là khéo léo được kết hợp tạo nên các món ẩm thực ba miền Bắc Trung Nam. Dịch vụ tiệc cưới quốc lệ của chúng tôi luôn mang thông điệp cho mình rằng hãy để những ngày trọng đại của quý vị cho chúng tôi phục vụ, chắc chắn chúng tôi sẽ làm cho quý vị hài lòng. Và đặc biệt hơn nữa, với sự có mặt của anh em ban nhạc đến từ hội loan quốc lệ, chắc chắn sẽ làm cho quý vị có một giây phút thật ấm áp bên cạnh gia đình người thân. Hân hạnh được đón tiếp và sự chân thành cảm ơn. Với những phút chờ đợi, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với bản hòa tấu đầu tiên đến từ ban nhạc quốc lệ của chúng tôi. Xin được trân trọng kính mời. We'll be right back.
các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã lắng nghe một bản hòa tấu đầu tiên đến từ ban nhạc quốc lệ của chúng tôi. Đây chắc chắn là một lời chào gửi tới toàn thể quý vị và các bạn trong buổi tiệc hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, dịch vụ tiệc cưới quốc lệ của chúng tôi xin kính chào toàn thể quý vị quan khách. Rất vui mừng được đồng hành với quý vị trong lễ tân hôn mừng hạnh phúc cho chú rể siêu lòng và cô dâu rời chập lằn. Quý vị và các bạn thân mến, đến từ 217 Tôn Đức Thắng, thành phố Pleiku, Gia Lai yêu dấu, dịch vụ quốc lệ của chúng tôi rất vinh dự được phục vụ quý vị thông qua cưới hỏi, liên hoan tân gia, hội nghị v.v. Nếu có nhu cầu xin quý vị liên lạc qua số điện thoại 0977 990 272. Số điện thoại có ghi trong thực đơn đã để trên bảng quý vị. Đến với dịch vụ của chúng tôi xin phục vụ quý vị với ưu tiên chất lượng, giá cả phải chăng. Quý vị và các bạn thân mến, theo nhận định của ban tổ chức, ở phía gần sân khấu rất là còn nhiều chiếc ghế ngồi đang chờ đợi toàn thể quý vị để chung vui dành tặng cho cô dâu chú rể trong buổi tiệc hôm nay. Lần nữa là những người dẫn chương trình trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách là chủ nhân của cái thiệp mời đến chung vui cùng gia đình và mừng hạnh phúc cho hai em hiện còn đang ở phía bên ngoài. Hãy cùng gác lại những câu chuyện riêng tư rời gỡ vào trong vòng người, và đặc biệt hơn nữa chọn cho mình những vị trí ngồi đồng ý lý tưởng, và đặc biệt hơn nữa để theo lời một nói cất lên những lời ca theo lời một nói chúc vui dành tặng cho bạn liên tục đăng ký tại danh sách của chúng tôi. Trân trọng kính mời và tha thiết kính mời giây phút chờ đợi theo như sự yêu cầu của anh trai cô dâu. Và bây giờ clip với anh Lê Trâm Thuyên sẽ được song ca một ca khúc rất là nổi tiếng của Nguyễn Cường, bài hát được mang tên gọi Hơi Trên Lên Đầy. Thank you.
Vâng, xin phép thay mặt gia đình gần xa cũng như là quan khách hai bên chúng ta đang có mặt trong tiệc cưới hai em của mình trong ngày hôm nay. Xin chúc toàn thể quý vị chúng ta có một buổi trưa thật là vui tươi và ngon miệng. Xin chúc toàn thể quý vị quan khách gần xa chúng ta về đây luôn luôn vui tươi và luôn luôn được hạnh phúc. Đặc biệt là trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn gặp nhiều điều bình an nhiều nhất. Vâng, ngoài lời tâm sự anh trai thì hôm nay không biết nói gì hơn. Chúc hai em của mình sống trăm năm hạnh phúc và bắt đầu nghĩa vụ thế. Vừa rồi là lời hát tâm sự của mình đến đây cũng là tạm dừng. Xin được phép rút lui. Xin mời MC trở về.